Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 220 ngày 1 tháng 8 năm 2022 về kết luận cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng cần cụ thể hóa và tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 119 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong đó đẩy mạnh hơn nữa phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, cùng với đó là nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Về một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội, triển khai các quy hoạch đã được duyệt một cách nghiêm túc, bài bản, quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định. Thủ tướng cũng nhấn mạnh xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự. Ngoài ra tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.